sáng ngày 19 tháng 10 tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với cán bộ hội viên Hội Phụ nữ các cấp năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trương Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp đến các bà, các chị em phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, thông báo vắn tắt một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã cố gắng phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Có được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp là việc làm ý nghĩa thiết thực, giúp cấp ủy chính quyền nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào ở địa phương, đồng thời đưa ra những giải pháp tích cực, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Tại buổi đối thoại, nhiều chị em đã có ý kiến thẳng thắn chia sẻ về những vấn đề như lao động, việc làm, chính sách đối với nữ công nhân viên chức lao động, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm, điều kiện làm việc của tổ chức hội, khởi nghiệp của phụ nữ, sức khỏe sinh sản phụ nữ, dịch vụ chăm sóc y tế cho chị em, ô nhiễm môi trường do khai thác đá tại các khu vực Thanh Thủy, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. Trong thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh Hà Nam thì phát hiện rất là nhiều cơ sở chế biến sản xuất thực phẩm sử dụng chất bảo quản vượt quá quy định và thực phẩm. Thì nhiều hàng hóa không đảm bảo chất lượng và cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân và đặc biệt là gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Thì cũng đề nghị tỉnh là có những cái giải pháp như thế nào để chỉ đạo các ngành để tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý đúng trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng sức khỏe của người nhân dân. Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Lục. Tôi xin có một câu hỏi như sau. Hiện nay phụ nữ ở khu vực nông thôn, nhất là phụ nữ trung niên, phụ nữ tuổi cao vẫn còn sức khỏe và có nhu cầu làm việc nhưng không được đào tạo về để tìm việc làm cho phù hợp. Theo quy định độ tuổi lao động của hỗ trợ học nghề là từ đủ 15 đến 55 tuổi đối với nữ, từ đủ 15 đến 60 tuổi đối với nam. Vì vậy đã hạn chế cơ hội học nghề cho phụ nữ từ 55 tuổi trở lên. Trân trọng đề nghị tỉnh có chính sách phù hợp tạo điều kiện cho chị em phụ nữ ở độ tuổi này tham gia học nghề. Xin hết ý kiến. Đại diện các sở ngành chức năng liên quan đến các vấn đề chị em phụ nữ nêu, đề xuất, kiến nghị tại hội nghị đã trao đổi trả lời thấu đáo. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị cũng như tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên phụ nữ các cấp. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh thì tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp hội và cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh đạt được trong thời gian qua. Thưa toàn thể chị em, tại hội nghị này thì chúng tôi mong muốn được nghe các ý kiến của cán bộ hội viên phụ nữ, đặc biệt là ở cơ sở. Các đồng chí phản ánh, trao đổi kiến nghị về những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, bất cập về những chủ trương chính sách, rồi đề xuất những cái giải pháp trong tổ chức chỉ đạo điều hành của các cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là những cái cơ chế chính sách liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, rồi công tác xây dựng tổ chức hội và những cái vấn đề xã hội khác mà được đông đảo cán bộ, hội viên và người dân quan tâm. Đấy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi thống nhất tại hội nghị để giải quyết nhanh, kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của cán bộ hội viên. Để phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ các cấp, đồng chí đề nghị người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở ban ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ hội viên và nhân dân nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể, kịp thời nâng cao chất lượng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy chính quyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Đồng chí cũng mong muốn mỗi chị em phụ nữ phải luôn cầu thị, học hỏi, nâng cao nhận thức, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã tặng hoa chúc mừng cán bộ hội viên phụ nữ các cấp nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.